sau một thời gian dài không được trở về Thiền Tông Hòa Quang thì đại lễ hành đạo này trong không khí thì rất là lạnh, nhưng mà trong lòng con vẫn cảm giác rất là ấm áp vì ở đây có huynh đệ cảm giác rất là ấm cúng. Con thật sự là chưa bao giờ con thấy ngôi chùa nào lớn như thế này ạ. Và sau khi mà đến thì được quỳ dưới chân Đức Phật ạ, thì trong lòng con rất là xúc động ạ. Con mong là đợt này và nhiều năm về sau nữa thì sẽ có rất nhiều vị Phật tử tới đây để tham dự lễ Phật Hành Đạo. Lúc kia ấy trời hừng sáng, dù đi xa ấy kề gần sáng, thì bước chân tôi cũng luôn mong đường về nhà.